khi biết tình ta mang về sâu hai chữ dặn dò để tình em mang về chào toàn thể các bác đã quay trở lại với Bảo Khang Audio. Tiếp tục các video giới thiệu về sản phẩm thì ngày hôm nay đây, em về được hai chiếc đẩy thương hiệu B3, mã là A7 cộng các bác nhá. Hàng đẹp xuất sắc luôn. Cho các bác ngày hôm nay sẽ lên video giới thiệu trực tiếp tới các bác. Thì trước khi vào video giới thiệu chi tiết sản phẩm, các bác bỏ ra 1-2 giây ủng hộ bên em xin một nút like. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy ấn đăng ký kênh và nút chuông thông báo bên cạnh để có thể theo dõi và cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em. Được chưa? Và đây, trước mặt các bác đây. Đấy, chiếc đẩy B3. Đấy. Beta 3, hàng thương hiệu công nghệ của Đức các bác nhá. Dòng này thì đã quá nổi tiếng trên thị trường rồi. Đấy, em vừa test qua chất âm các bác nghe có thể nghe được, em cắm trực tiếp từ điện thoại vào đẩy các bác nhá. Mà chất âm nó cho ra dòng này em phải nói là nó cho ra chất âm cực kỳ là hay luôn. Các bác nhá. Tiếng nó đánh ra rất sạch sẽ và chi tiết. Được chưa? Đây, thiết kế mặt trước cái sản phẩm đây các bác, dòng này nó đã quá nổi tiếng trên thị trường rồi. Được chưa? Đấy, em về được hai chiếc nhá. Đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Phải nói em về được hai chiếc này nó rất là đẹp luôn. Đấy, và các bác dùng dòng này chơi gia đình thì phải nói bao chất âm cho các bác, nó thực sự là nó rất là hay, rất đáng đồng tiền các bác nhá. Đây, con này thì nó nếu đánh ở chế độ system 8 ohm các bác nhá, thì nó công suất của nó là 660W một cây và ở 4 ohm của nó là 1000W các bác nhá. Đấy, và đây là chế độ đánh bright thì ở 16 ohm của nó là 1330W và ở 8 ohm của nó lên tới 2000W các bác nhá. Đấy, thông thường các bác chơi gia đình thì các bác vẫn đánh ở chế độ system đấy, ở 8 ohm. Đấy, 660W một kênh, được chưa? Và sẽ bao cho các bác đánh em 1 đôi 30 hoặc 2 đôi 25 với chiếc đẩy B3 A7 cộng này. Đấy, các bác chơi gia đình bao qua bác đánh 1 đôi 30 hoặc 2 đôi 25 các bác nhá. Dùng gia đình dòng này thì tiếng mà nói cực kỳ là hay luôn. Đây em sẽ sâu chi tiết ruột gan sản phẩm các bác nhá. Rồi các bác đang theo dõi ủng hộ em xin online nhá. Các bác đang theo dõi video ngày hôm nay ủng hộ em xin online nhá. Rất nhiều những sản phẩm chất lượng nữa sẽ chuẩn bị về gửi tới cho các bác. Được chưa? Đây chi tiết ruột gan sản phẩm đây các bác. Đấy, các bác có thể thấy này. Hàng tất cả bao zin bao đẹp cho các bác nhá. Đây, nguồn đây các bác. Được chưa? Tất cả bao zin bao đẹp, hàng đẹp xuất sắc luôn, có hai chiếc thôi. Hôm nay em về được hai chiếc thôi. Hàng đẹp xuất sắc luôn cho các bác, được chưa? Sử dụng 4 quạt gió, nguồn đây, toàn bộ nguồn đồng các bác nhá. Đấy. Đây là nó chạy 8 tụ các bác nhá, 8 tụ. Được chưa? Đấy, hàng bao zin bao đẹp luôn cho các bác. Đây, các bác có thể thấy này. Sự quá là đẹp và quá chất lượng luôn với dòng đẩy B3 này, A7 cộng này. Đấy, và mức giá ngày hôm nay mặc dù thời điểm này các bác biết giá lên rất là cao nhưng mà bên em sẽ vẫn giữ cho các bác một mức giá rất là tốt các bác nhá. Rồi các bác ủng hộ em xin online nhá, và bác nào chưa đăng ký kênh ấn đăng ký kênh để theo dõi bên em các bác nhá. Đây mà sau chi tiết sản phẩm đây các bác. Đây em đang test trực tiếp từ điện thoại vào đây các bác nhá. Lát nữa em sẽ test lại một chút chất âm nữa để các bác có thể thấy được cái dòng đẩy B3 này nó cho ra chất âm thực sự là phải nói là rất là hay luôn. Đấy, nó sẽ có hai đường vào bằng ca lông, được chưa? Đấy, và cả hai đường vào bằng 6 ly luôn các bác nhá. Đấy, các chế độ cầu gạt này, Sintel, Parallel và Bright. Đấy, đây là sẽ có cầu giao loa và có cả rắc lưu trích giao loa luôn cho các bác, các bác nhá. Đấy, hàng tất cả bao zin bao đẹp luôn cho các bác, để các bác có thể thấy này. Em có hai chiếc thôi, hàng này em có hai chiếc thôi. Sự là quá là đẹp và chất lượng luôn. Dòng đẩy B3 này, được chưa? Đây, sau đây em sẽ test qua chất âm để các bác nghe được trực tiếp chất âm các bác nhé, và sau đó em sẽ báo giá cụ thể chi tiết cho các bác. Rồi các bác ủng hộ em xin nút like nhá. Các bác ủng hộ cho em xin nút like nhá. Đây em sẽ test trực tiếp. Đừng nằm với em đêm đêm quá nhỏ dần dần đời yêu sao tâm nhiều quá trong tâm. Còn hứng phấn bao nhiêu mỏ mắt lòng lanh, mai lại hỏng khúc tay quanh, ở đâu tình yêu cũng xanh. Đời bạc như vôi cho ta đợi bóng lần dịu mềm mỗi đêm.
chất âm quá tuyệt vời luôn các bác nha. Chất âm dòng B3 A7 cộng này phải nói nó rất là tuyệt vời luôn. Và ngày hôm nay em có 2 chiếc thôi, sẽ gửi tới cho các bác với mức giá chỉ có 3.800.000 đồng. Thực chưa? Thực sự tại thời điểm này các bác có thể tìm hiểu, tại thời điểm này hàng hóa lên rất cao như nào, nhưng mà bên em vẫn gửi tới cho các bác mức giá chỉ có 3.800.000 đồng. Một chiếc bên em sẽ bao ship tặng đầy đủ dây jack kết nối cho các bác, bảo hành 6 tháng các bác nhá. Đấy, và khi mua đẩy vui lòng đặt cọc trước giúp bên em 300.000 một số tài khoản. Đấy, phải nói mức giá 3.800.000 đồng là phải một mức giá rất là tốt thời điểm này cho các bác có cơ hội sở hữu một chiếc đẩy B3 thương hiệu công nghệ của Đức rất chất lượng này các bác nhá. 3.800.000 đồng bao ship tặng đầy đủ dây jack kết nối, bảo hành 6 tháng cho các bác, được chưa? Và mua đẩy các bác vui lòng đặt cọc trước giúp bên em 300.000 qua số tài khoản. Còn lại các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp em. Em có 2 chiếc thôi, hàng đẹp xuất sắc ngày hôm nay. Đấy, và bác nào chốt đẩy B3 vui lòng nhắn tin hoặc liên hệ với bên em qua số điện thoại 0943982889 các bác nhá. Đấy, số lượng em chỉ có 2 chiếc thôi. Đấy, cho bác nào nhanh tay sở hữu chiếc đẩy B3 A7 cộng này, mức giá 3.800.000 đồng em dám khẳng định tại thời điểm này nó cực kỳ là tốt cho các bác có thể sở hữu rồi các bác nhá. Đấy, 3.800.000 đồng một chiếc bao ship cho các bác, bao tặng dây jack kết nối, bảo hành 6 tháng. Đấy chưa? Và mua đẩy các bác đặt cọc trước giúp em 300.000 có số tài khoản các bác nhá. Đấy, và mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ với bên em qua số điện thoại 0943982889. Đấy, và các bác kết thúc video, trước khi kết thúc video các bác bỏ ra 1-2 giây ủng hộ em xin một like, và các bác ấn đăng ký kênh và nút chuông thông báo bên cạnh để có thể theo dõi và cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em. Đấy, em sẽ đang cố gắng cho về những sản phẩm rất chất lượng nữa để gửi tới cho các bác trong thời gian tới. Rất mong được sự ủng hộ của các bác nhá, và rất cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những sản phẩm tiếp theo của bên em.